chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng dự thảo chương trình phát triển thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chuyển đổi số trong nông nghiệp xu hướng tất yếu của thời đại. Đẩy mạnh phát triển thương mại sản phẩm Ocop. Thủ tướng phê duyệt dự án khu đô thị Đại An trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khó khăn cần tháo gỡ giải phóng mặt bằng tại đường 92, huyện Tiên Lữ. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, hôm nay Quốc hội khóa 14 làm công tác nhân sự, trong đó có nội dung về tiến hành các thủ tục bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Trong sáng nay, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch. Với 455 trên 456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng dự thảo chương trình phát triển thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu tổng quát của dự thảo chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên là phát triển, thực hiện chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở tất cả các ngành lĩnh vực. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số. Trong đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, toàn tỉnh có 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% hoạt động quản lý nhà nước, các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với quốc gia. Có ít nhất một đô thị trực thuộc tỉnh đạt các tiêu chí cơ bản về đô thị thông minh, 90% người dân sử dụng điện thoại thông minh, phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet, vạn vật, kết nối chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan, nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính, kinh tế số chiếm 30% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, chuyển đổi số, kinh tế số là xu thế tất yếu của nhân loại, là cuộc chuyển đổi toàn diện từ không gian thực lên không gian số, cho phép đưa toàn bộ hoạt động lên không gian số. Chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý nhà nước, cải cách hành chính và thúc đẩy kinh tế xã hội. Nếu xây dựng sớm và thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số đồng bộ ở tất cả các ngành, các lĩnh vực sẽ tạo bước phát triển đột phá cho Hưng Yên, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Về tăng cường nhận thức, việc chuyển đổi số này không phải việc chỉ của con nhà nước, cái này việc của cả xã hội. Con nhà nước chỉ là nòng cốt để định hướng, thế còn thực hiện là ai? Là toàn dân và cả xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp. Chúng ta phải huy động tối đa mọi nguồn lực để cho cái việc này. Và làm gì? Doanh nghiệp phải là nòng cốt. Và muốn doanh nghiệp người ta thực hiện tốt cái này, ta phải có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào bây giờ cũng phải ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng số, nhưng chúng ta ưu tiên phát triển cho cái doanh nghiệp chuyên về công nghệ số, doanh nghiệp số, thì để sao để họ sẽ là người dẫn dắt cho cái việc chuyển đổi số của tỉnh Hưng Yên chúng ta. Thêm nữa, chương trình chuyển đổi số thành công không phải là từ người đứng đầu trở xuống, từng đồng cá nhân đồng chí một. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với cái việc này. Chúng ta phải thấy rằng ấy, là chúng ta có bắt tay vào làm, chúng ta có sử dụng công nghệ, thì anh em người ta mới bắt tay vào làm, anh em mới sử dụng công nghệ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các sở ngành sớm hoàn thiện dự thảo chương trình phát triển thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, đồng thời phối hợp với các sở ngành đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt chương trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tiện ích do chuyển đổi số mang lại. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nông nghiệp là một trong 8 ngành ưu tiên chuyển đổi số. Vậy chuyển đổi số trong nông nghiệp là gì? Hưng Yên có những thời cơ và thách thức như thế nào trong quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp? Người nông dân sẽ tham gia vào quá trình chuyển đổi số đó ra sao? Những câu hỏi trên sẽ được phần nào giải đáp trong cuộc phỏng vấn ngắn với tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ ngay sau đây. Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng đã dành thời gian đến với trường quay của Đài Truyền hình Hưng Yên. Thưa tiến sĩ Tùng, là mặc dù thì người nông dân cũng có thể là đã nghe đâu đó những cái khái niệm về chuyển đổi số rồi chuyển đổi số trong nông nghiệp, nhưng mà để hiểu một cách rõ ràng về cụ thể về cái khái niệm này thì có lẽ là không nhiều người. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời tiến sĩ có thể lý giải rõ hơn để cho mọi người có thể hiểu về khái niệm này ạ. Nếu mà bà con nhân dân vừa mới nghe xong thì chúng ta đã thấy là có cái gì đó nó khác lạ. Nhưng mà khi trong cái quá trình làm việc và canh tác của bà con nhân dân ấy, thì bà con sẽ thấy nó rất là đơn giản. Đấy chính là ví dụ cả một cái cánh đồng hoa của Văn Giang chẳng hạn, chúng ta đâu đó chúng ta sẽ cắm vài cái cảm biến, và cái cảm biến đấy nó sẽ báo tất cả mọi thứ trên điện thoại của bà con. Bà con sẽ thấy là ô, có mỗi một cái này thôi mà nó thay đổi tất cả mọi thứ. Thời gian của tôi trên cánh đồng không phải là 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng nữa mà có khi chỉ còn có 2 phút thôi. Vậy thì theo anh đánh giá thì những cái thách thức và những cái khó khăn trong quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp của Hưng Yên trong cái giai đoạn tới nó sẽ là gì ạ? Những cái người đứng đầu của mỗi một cái đơn vị đều phải hiểu chu đáo về cái vai trò của công nghệ trong cái quá trình chuyển đổi số. Và cái thứ hai nữa là làm thế nào để mà hiểu cặn kẽ được những cái ưu thế của mình để từ đó khắc phục những cái hạn chế. Ví dụ như là mặc dù là nằm cạnh thị trường rất là lớn của Hà Nội, thế nhưng mà cái thị trường Hà Nội lại là một cái thị trường mà tôi nghĩ là nó cũng khá là khó tính, và đòi hỏi tất cả những cái sản vật nông sản khi mà đưa vào thị trường để mà bán được với giá cao ấy, thì đều phải có những cái quy trình sản xuất rất là rõ ràng mà chúng ta hay gọi là truy xuất nguồn gốc. Thì ở đây thì tôi nghĩ là cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải nhìn thấy được cái rủi ro từ thị trường, và từ rủi ro thị trường thì chúng ta sẽ đánh giá lại cái quy mô sản xuất cũng như là cái quá trình mà chuyển đổi nó làm sao cho nó phù hợp nhất và hiệu quả nhất. Và cái thách thức ở đây đấy chính là làm thế nào để chúng ta làm chủ được thị trường. Những năm gần đây thì cái câu chuyện được mùa mất giá thực sự là ám ảnh với nhiều người nông dân ạ. Vậy thì khi mà chúng ta chuyển đổi số trong nông nghiệp thì liệu giải quyết được những cái điều gì cho cái câu chuyện này ạ? Đâu đó chúng ta vẫn sản xuất tất cả các loại nông sản theo thói quen và theo cái mô hình hoàn toàn truyền thống. Đó chính là vùng nào có cái gì thì chúng ta tối ưu hóa để sản xuất, rồi vùng nào có cái thổ nhưỡng như thế nào thì chúng ta cố tình khai thác một cách nó thoải mái. Đấy, nhưng mà chúng ta lại không quan tâm đến thị trường. Vấn đề là chúng ta đưa được ra là bài toán mà công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề đó một cách triệt để. Ví dụ là gì? Ví dụ như là ngay khi mà nhãn bắt đầu vào trổ hoa thì chúng ta đã phải áp dụng công nghệ vào rồi, và chúng ta đã phải đưa một cái bước tiếp theo đó là tiếp cận thị trường rồi, và chúng ta bắt đầu làm marketing và thương mại rồi, để làm sao để mà khi mà nhãn nó vào mùa thu hoạch thì thị trường đã hiểu một cách đầy đủ về sản phẩm đó rồi, thị trường đã hiểu đầy đủ về quy mô của nó rồi, và đặc biệt là những cái người quản lý nhà nước đã biết là năm nay sẽ có cái số lượng bao nhiêu và định hình thị trường như thế thì giá bán bao nhiêu và người nông dân được lợi bao nhiêu, vào thời điểm nào là phù hợp. Thì cái đấy, tất cả mọi thứ đấy người ta gọi là real time, gọi là thời gian thực, thì chỉ có công nghệ có thể giải quyết được vấn đề đấy. Và khi mà chúng ta chủ động đưa công nghệ vào trong suốt cái quá trình sản xuất này, rồi quá trình thu hái này, quá trình bảo quản này, quá trình logistics này, và đặc biệt là chúng ta dùng công nghệ để chúng ta phân tích về nhu cầu thị trường và tiếp cận với thị trường sớm hơn, thì cái việc mà được mùa mất giá hoặc là phải giải cứu nó sẽ không còn là cái áp lực. Toàn bộ chương trình tọa đàm chuyển đổi số trong nông nghiệp, xu hướng tất yếu của thời đại sẽ được phát sóng vào lúc 20h15 tối mai, thứ 6 ngày mùng 2 tháng 4 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là tỉnh có nhiều sản vật nổi tiếng. Hiện nay, các cơ sở hợp tác xã chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm mà chưa chú ý nhiều đến thay đổi mẫu mã, phát triển thương mại. Vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển thương mại sản phẩm nông nghiệp, trong đó có sản phẩm Ocop, là cần thiết. Một hộp quà mẫu mã đẹp, sang trọng với bức tranh Văn Miếu, phố Hiến xưa, và đặc biệt trong hộp quà này bao gồm những sản vật nổi tiếng của Hưng Yên như trà hoa cúc chi, lòng nhãn, hạt sen sấy, chuối tiêu hồng sấy dẻo và kẹo lạc. Tất cả đều được đóng gói và trang trí sáng tạo, bắt mắt, tiện lợi để làm quà biếu. Vì vậy, mặc dù sản phẩm mới đưa ra thị trường chưa được một năm, nhưng đã được khách hàng ở các siêu thị, thành phố lớn đón nhận, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Chúng tôi mong muốn được mang những cái sản phẩm nông sản đặc sản chất lượng cao của Hưng Yên đến với đông đảo người tiêu dùng. Ý tưởng xuất phát từ vùng trà hoa cúc chi rất đặc trưng. Khi mà thưởng trà ấy, thì chúng tôi có tìm qua những cái loại sản phẩm mà kết hợp cùng với trà để cho nó dậy lên được cái hương vị trà ngon nhất. Những sản phẩm trên đều là các sản phẩm Ocop của các địa phương trong tỉnh như Văn Lâm, Quái Châu, thành phố Hưng Yên. Nếu như trước đây, các cơ sở hợp tác xã chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, trong khi đó việc đóng gói, bao bì vẫn theo lối mòn từ nhiều năm, kém hấp dẫn. Cùng với đó, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm hạn chế. Vì vậy, nhiều sản phẩm dù rất độc đáo, đặc sắc, song chưa thể vươn xa ra thị trường. Sau đó, những sản phẩm đặc trưng của tỉnh được đóng thành những hộp quà gọn gàng, bắt mắt, mang tinh túy ẩm thực vùng đất phố Hiến sẽ là món quà ý nghĩa khi du khách đến Hưng Yên và từ Hưng Yên đi muôn nơi, đồng thời giúp các hợp tác xã, cơ sở chế biến nâng cao hiệu quả sản xuất. Khi họ đóng cái sản phẩm chuối cũng như một số cái mặt hàng nông sản kết hợp lại thành một cái sản phẩm hộp quà, thì thực ra là thấy là nó về cái mặt về thẩm mỹ thì rất có thẩm mỹ, và cái giá trị của cái sản phẩm nông sản của địa phương nó sẽ nâng lên một tầm giá trị là cao hơn. Đây mới là bước đầu. Còn sau này thì chúng tôi sẽ về cái mong muốn là sẽ có cái sản phẩm như là trong cái hàng ngày, như là sáng trưa chiều, sáng thì trà, trưa thì những cái sản phẩm như là đồ uống, ăn, và tối là những cái sản phẩm cho sức khỏe. Tất cả các sản phẩm đều sản xuất và cái nguyên liệu từ Hưng Yên để phát triển các sản phẩm rộng rãi trên cả nước và hướng tới xuất khẩu. Trong bối cảnh hiện nay, phần lớn các đơn vị doanh nghiệp Ocop trong tỉnh là các hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên nguồn vốn, khả năng để phát triển quảng bá sản phẩm còn hạn chế. Do đó, việc liên kết phát triển thương mại, mở rộng và đáp ứng nhu cầu thị trường là việc làm cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển du lịch, tạo thế cạnh tranh cho các sản phẩm của tỉnh, đưa thương hiệu nông sản Hưng Yên vươn xa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định số 515 ngày 31 tháng 3 năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị Đại An, Hưng Yên với tổng số vốn trên 32.600 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ đô la Mỹ. Dự án được phát triển với quỹ đất trên 290 ha nằm ở xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Vốn đầu tư trực tiếp dự án khoảng trên 32.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện trong 6 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư. Mục tiêu xây dựng khu đô thị Đại An Hưng Yên trở thành khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, đa dạng về sản phẩm nhà ở, làm việc lý tưởng cho người dân, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội và là động lực phát triển cho đô thị Văn Giang, Văn Lâm. Đồng thời, dự án là khớp nối đồng bộ, bền vững hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với đồ án quy hoạch và các dự án khác đang có trong khu vực, kết nối không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa cho khu vực. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 631 về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Sau đây là nội dung cơ bản của công văn. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đã có dấu hiệu thuyên giảm, dịch bệnh trong nước và trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan bùng phát dịch bệnh luôn thường trực trong bối cảnh nước ta quyết tâm phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện bình thường mới. Để thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phù hợp trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm quyết liệt chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình bình thường mới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau: công tác tổ chức phòng chống dịch, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa, chính trị, xã hội, bao gồm cả dịch vụ karaoke, quán game, internet, được hoạt động trở lại theo quy định pháp luật nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức địa phương từ cấp thôn, khu phố, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, chung cư, khách sạn, cơ sở lưu trú, ký túc xá, khu di tích tôn giáo, sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục ra soát, kiện toàn tổ chức phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị địa phương phải thành lập tổ chức phòng chống dịch, ban chỉ đạo, tổ công tác, người phụ trách phòng chống dịch phù hợp, đồng thời xây dựng và hoàn thiện phương án, biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị địa phương để sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, chú trọng đảm bảo nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thành tốt công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1, bảo đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và thực hiện theo dõi chặt chẽ sau tiêm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan, báo cáo, đề nghị Bộ Y tế bàn giao số vaccine còn lại 620 liều cho tỉnh để tiếp tục triển khai tiêm đợt 1 theo kế hoạch, đồng thời tiếp tục đề xuất Bộ Y tế quan tâm phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho tỉnh trong thời gian tới. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Thưa quý vị và các bạn, tại thị xã Mỹ Hào, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi tập huấn có gần 300 cán bộ phụ trách công tác phòng chống dịch và cán bộ y tế của các doanh nghiệp trong 7 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào những hướng dẫn, cách giám sát, hướng dẫn phòng chống dịch, hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở doanh nghiệp, khu công nghiệp, ký túc xá và hướng dẫn phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tỉnh Hưng Yên chủ trương tập huấn cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh lớp tập huấn dành cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tập trung, một số địa phương như thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, Phú Cử đã tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp rời lẻ và trong cụm công nghiệp trên địa bàn. Dự kiến đến hết ngày 5 tháng 4 sẽ hoàn thành tập huấn phòng chống dịch COVID-19 cho tất cả các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 31 tháng 3, đoàn công tác do Đại tá Phạm Đăng Qua, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn các huyện Khoái Châu và Kim Động. Tại điểm xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu và xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã đề nghị cấp ủy chính quyền cơ sở quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Đồng chí đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ chiến sĩ và không quản ngày đêm phục vụ nhân dân. Đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, vướng mắc về điều kiện công tác, trang thiết bị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ đề ra. Trên địa bàn huyện Văn Giang có trên 93.000 công dân từ 14 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn được cấp căn cước công dân gắn chip và trên 6.000 nhân khẩu tạm trú trên 14 tuổi. Đến nay, Công an huyện đã tiếp nhận, giải quyết và hoàn thành được trên 20.000 hồ sơ thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Để việc triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đảm bảo tiến độ, Công an huyện Văn Giang đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, làm việc 3K trên một ngày, kể cả ngoài giờ và ngày nghỉ. Đặc biệt để người dân không phải chờ đợi lâu, đồng thời đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người khi đến làm căn cước công dân. Ngoài việc thành lập 2 tổ lưu động tiếp nhận và làm căn cước công dân cho người dân tại xã thị trấn, thì Công an huyện đã chia từng khung giờ cụ thể cho mỗi xã thị trấn và thông báo trên các phương tiện truyền thanh để người dân biết và đến làm thủ tục đúng giờ, đúng quy định. Dự án tuyến đường 92 là tuyến đường huyết mạch trọng điểm của huyện Tiên Lữ với kinh phí trên 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, khởi công từ ngày 16 tháng 10 năm 2018, theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành trong năm 2020, nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường 92 có chiều dài gần 5 km, đoạn đi qua xã Đức Thắng, Trung Tũng và Cương Chính, do Ban Quản lý Dự án huyện Tiên Lữ làm chủ đầu tư. Hiện đơn vị thi công mới hoàn thành được gần 2 km, có chiều rộng hơn 7 m, nền cao 9 m. Trong đó, tuyến đường hiện còn 166 hộ chưa giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nguyên nhân chủ yếu là do giá đất luôn thay đổi và tăng theo từng năm. Bên cạnh đó, số tiền không đủ để chi trả giải phóng mặt bằng.